Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh điện tử Audio Hanh Nguyễn Hải Dương. Trong clip này, Hanh Nguyễn trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn là những người muốn dựng loa, muốn độ loa, muốn chế loa theo cách của mình. Thì cái việc mà dựng loa chế loa ấy thì nó sẽ đáp ứng cho các bác được rất nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất là giá thành, chi phí rẻ. Cái thứ hai nữa là nó đáp ứng được cái sở thích của mình khi muốn tạo cho mình một đôi loa theo cái ý tưởng riêng. Thì trong clip này, anh Nguyễn trân trọng giới thiệu đến các bác về một mẫu vỏ thùng loa được sản xuất trên cái mẫu của dòng loa JBL715. Thì dòng loa JBL715 là một trong dòng loa nó rất phù hợp cho các bác chơi ngoài trời hoặc là các bộ sự kiện hoặc là trong gia đình đòi hỏi âm thanh mạnh và âm thanh lớn. Thì đáp ứng cái nhu cầu của bác ấy, có rất nhiều bác điện về hỏi Hanh Nguyễn có vỏ loa 30 không, rồi là vỏ loa 40 không. Thì lần này em sẽ cung cấp đủ các mã, các mẫu vỏ loa để các bác thao hồ lựa chọn khi mà muốn dựng cho mình một cái đôi loa. Thì đây là một đôi vỏ thùng loa được sản xuất theo cái mẫu của loa JBL715. Và cái vỏ loa này được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền công nghệ, được sản xuất tức là lắp đặt và thiết kế bởi máy CNC, do vậy độ bền cao, chính xác, đẹp mắt. Nó khác với làm bằng tay nhé, nó sửa làm bằng tay. Thì cái này em đã làm với những ông chủ ở miền Bắc mình đấy, là người ta có những nhà xưởng rất là lớn, mọi thiết kế đều được tính toán trên máy tính và đưa ra cái máy CNC để cắt rất là chuẩn luôn, tức là một sản xuất 10 đôi như một, không bao có lệch lạc gì cả, bởi vì đã lập trình sẵn rồi. Thì đây là một bộ vỏ có thể nói là đẹp nhất, đẹp nhất bác nhá. Thì thùng của nó ấy, làm bằng gỗ ép chống nước, gỗ ép dày chống nước. Thì cái mảnh gỗ này nó có độ dày khoảng tầm nhá 2 cm, và bằng gỗ ép công nghiệp cao cấp. Do vậy các bác mà khi mà làm ngoài trời ấy, không may có mưa xuống thì ok, không mà sợ há thùng, lất thùng. Và dòng loa này được sơn sần bóng bằng cát này, bóng bằng cát. Người ta đã nhái cái vỏ loa của 715, nhưng thực ra cái chất lượng sơn của dòng này nó không thể bằng được cái loa nhập Trung Quốc về. Nhưng tuy nhiên cái chất lượng gỗ nó là tốt, chất lượng gỗ là tốt, nhưng cái sơn nó thì kém hơn cái loa nhập Trung Quốc. Đấy, gỗ ép nhiều lớp, không ngâm nước. Thì với những dòng gỗ ép này thì chất lượng âm nó ấy là nghe cũng được hay, cái ưu điểm nó là chịu uống nước. Nhưng nó kể là không, nếu mà thùng hay nhất ấy là phải làm bằng giấy, bột giấy ép thì mới hay. Cái hay nhất là bột giấy ép, xong đó lên thùng vỏ gỗ, sau đó lên thùng nhựa. Thì cái dòng này là nó, cái tính năng nó là chịu được nhiệt độ ngoài trời này, rồi là có thể là nước vào nó không bị lở mục. Thì đôi loa em thiết kế rất là đẹp nhá, sắc nét. Bác có thể quan sát cho em này, về thùng này, gỗ rất là dày. Đấy. Sơn sần bóng, nhìn bên ngoài này, mẫu vỏ thùng 715, cửa sổ ra khí là phía trước này. Và cái loa nhà em thì tất cả các nhìn góc này, các góc loa này đều được ke bằng một thanh gỗ. Đấy. Thanh gỗ này, thanh gỗ này có nhiệm vụ là nó để tránh lứt giữa cái thành loa này với cái thành loa kia khi dựng vào nhau. Đấy, cái miếng gỗ dựng ấy. Và đặc biệt nữa thì những cái vị trí quan trọng như góc của loa đều được kè bằng sắt hết, sắt vuông cả. Bao nhiêu này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6. 6 cái sắt kè góc. Do vậy là cái tình trạng mà để mà nứt ra là em nghĩ là khó. Đấy, nứt là khó. Giữ chắc chắn cho độ bền cao này, để ổn định khi các bác sử dụng lâu ngày. Và các góc này đều được dựng bằng những cái miếng gỗ này. Và dòng của em đó, bên trong này là có một cái miếng gỗ để đỡ chắc. Đỡ chắc. Thì cái này là các bác có thể lắp chắc có cái từ là 17. Đây, từ 17 to như này. Đấy. Thì em cung cấp cả từ 17 nhá. To này. Để khi mà bác lắp cái phễu này vào này và bắt vào chắc này thì nó đỡ. Nó đỡ cái chắc này. Cái chắc rất là nặng nhá. Sợ gãy phễu này. Nó có miếng gỗ đỡ ở sau này. Còn ngăn dưới thì là chứa bát. Nhìn thùng đẹp chưa? Thùng rất chắc chắn luôn nhá. Đấy. Rất là chắc chắn. Ở phía sau là hậu loa. Hậu loa. Được sản xuất người ta tỉa sẵn khuyết vào trong này.
để lắp cái chặn loa vào nó dễ dàng hơn, nó không bị lồi ra ngoài. Và kích thước của thùng này như sau này. Kích thước thùng này là nó rộng từ đây sang đây là 44, sâu là 44, sâu 44 mà cao là 72. Đây là kích thước. Và cái ê căng của nó thì bọn em đặt những dòng ê căng đắt tiền, đẹp. Và bên trong này có mút để chống bụi. Đây, mút chống bụi đây này. Ê căng rất là dày dặn, đắt tiền. Được sơn bằng sơn tĩnh điện. Ê căng nhá. Thì em xin được thông báo các bác luôn là một cái đôi vỏ loa đẹp như này, gỗ ép chất lượng cao, sơn sần cát, sơn cát và cả phễu đi kèm như này, đối với miền Bắc chúng ta ấy, có giá là 3,5 triệu phễu vuông thôi nhé, 3,5 triệu đấy. Còn đối từ miền Trung đến miền Nam là có giá 3,7 triệu bao ship, 3,7 triệu bao ship. Một cái ship này nặng lắm nhé, ship rất nặng bởi cái đo theo khối cơ. Và ở miền Bắc là 3,5 triệu là bao gồm cả cái phễu đi kèm này và hai cái hậu để chặn loa lắp ở phía sau kìa. Đấy, cả rắc lưu trích đi kèm nữa, công tắc đầy đủ luôn, tem mắc đầy đủ. Đây tem hậu này, đây tem hậu nhá, và tem dán căng đây, dán căng này, tem dán căng, tem hậu và tem tay sách, rồi logo, logo rất đầy đủ, tem mắc đầy đủ, tem mắc cả phễu nhựa chặn loa. Đấy, và em sẽ trần bông cho các bác, trần bông vào trong hết, trần bông nhá. Và những cái loa này thì chưa có lỗ, nó chưa có lỗ. Thì bọn em khi mà xuất hàng bọn em sẽ chôn cho các bác tất cả cái gen này vào. Đấy, chôn cho bác đầy đủ cái gen này vào và cấp cho bác toàn những ốc lục thôi, ốc gen mịn. Thế là bọn em sẽ bắt sẵn cái phễu vào và chôn ốc vặn sẵn cho các bác. Và cái bát này thì em lắp sẵn thì em tính cái lỗ này nó chuẩn chỉ vào loa em khoan, và em sẽ cho bác đầy đủ ốc hết này, từ ốc bát, ốc chép, rồi là ốc bát, ốc chép, rồi là ốc căng, bát đầy đủ hoàn thiện như một chiếc loa. Đấy, bông đầy đủ. Và cái dòng loa này nó hỗ trợ cái giá cắm ba chân nhá, giá cắm ba chân. Thế em nói lại này, về cái giá cho một cái đôi vỏ thùng loa JBL 75 này, hàng chuẩn, gỗ ép, không ngâm nước, và tất cả góc cạnh đầu ke bằng sắt cũng như bằng một thanh gỗ để áp bên trong này, bông đầy đủ, ốc đầy đủ, ốc chôn, là giá ở miền Bắc mình là 3,5 triệu, còn miền Trung và miền Nam là 3,7 triệu, hàng chuẩn luôn. Và em khẳng định những đôi vỏ thùng loa nhà em này không làm bằng tay đâu nhé, không bằng tay đâu, không phải cưa đâu, là hoàn toàn trên hệ thống máy CNC. Bọn em làm với những ông chủ chuyên sản xuất thùng loa này. Đấy, chuyên sản xuất thùng loa. Thì ngoài ra các bác mà có nhu cầu thì em làm, khi mà làm thì em sẽ hàn sẵn dây, bác hàn sẵn đây, các cái rắc lưu trước này hàn sẵn rồi và đưa đầu dây ra, các bác và chỉ lối với phần tần là xong, lối phần tần hàn sẵn nhá, hàn sẵn này, các đầu hàn sẵn luôn, ốc đầy đủ hàn sẵn hết, đưa một hai đầu dây ra âm và dương để bác lối phần tần. Bên ngoài thùng loa ra em cung cấp cả các phụ kiện rời như đôi chép này, đôi chép này là đít gang kiểu đít B3 ấy, giá là 1.850.000, 1.850.000. Em nhìn này, cái chép rất là to. Và không may các bác mà chiếc cái quay bên trong này thì bên em cũng cung cấp đủ cái quay, cái quay trong này của cái loa này, 1.850.000 một đôi chép này, bao gồm cả phí vận chuyển mới nhá. Và bên em cũng cung cấp bát, để đôi bát 40 nhập khẩu Thiên La hàng loại 1, gân lụa tầm dầu 3 sóng, màng nó màng sóng và to như này, hàng loại 1 nữa nhá, từ 220-100. Đấy, nhún này, đồ trâu nhún rất đẹp, đẳng cấp chưa, đẹp, chuẩn, hàng chuẩn, giá là 3,3 triệu một ship, 3,3 triệu cho một đôi này nhá, 3,3 triệu cho một đôi bát, một đôi bát, bát 40 chuẩn này. Đấy, còn phân tần thì em cung cấp bác là 900.000 một đôi phân tần này, bác nhìn đẹp chưa, một đôi nhá. Phân tần này là có ông bun này để bảo vệ dòng này, hai điện chảo này, hai cuộn cảm rất to này, ba tủ điện này. Và bác em sẽ hàn sẵn cho các bác rồi, hàn sẵn đầu dây ra, đầu dây vào, ví dụ như là input để em hàn này vào này, input bát này và check là hàn sẵn cho các bác. Nếu bác có nhu cầu thì bác em sẽ về phân tần nhá, em đã lắp sẵn phân tần trong thùng kia và hàn đầy đủ dây về, các bác chỉ cần kẹp vào loa thôi,
Đấy, ví dụ cái này bác chỉ cần ấn cái chấu xuống, tra cái đầu dây vào là xong. Đấy, tra. Hiện tại thì em cũng đã cung cấp hai mẫu vỏ loa, một là full 30 của mẫu JBL 6012 đấy, và tới đây em sẽ làm một cái mẫu nữa là full của JBL 052, nó giống như mẫu giờ CF ấy, thì giá đấy là tầm 2 triệu, và bên Lam là miền Trung là 2,2 triệu, cũng đầy đủ các phụ kiện đi kèm ốc ác và hàn sẵn đấy bác. Nếu bác không lấy phân tần thì em hàn sẵn dây từ cái sắc lưới trích kia ra đấy. Và cái giá này không bao gồm dây loa nhé, không bao gồm dây loa, lưu ý như vậy. Đấy, bạn em ở thời gian buôn bán này rất là mỏng, chỉ một tí thôi. Các bác có nhu cầu liên hệ với em. Và cái lộ trình em tới đây cũng có thể cung cấp cả cái vỏ loa đây này, vỏ súp này, vỏ array này, đơn rồi đơn 40 và vỏ array kép 30, rồi là các cái dòng loa full 25. Cứ dần dần em sẽ cung cấp đủ để các bác có nhu cầu. Và khẳng định em đã làm là em hợp tác những ông chủ rất lớn ở miền Bắc mình này, là người ta có truyền thống sản xuất vỏ loa rất lâu đời rồi, lâu đời. Và bây giờ người ta đầu tư những cái máy móc 300-400 triệu ấy, toàn lập trình bằng máy CNC thôi. Một cái xưởng người ta ấy, rất là lớn và có nhiều phân xưởng, có nhiều phân đoạn, phòng sơn này, phòng tạo mẫu này, rồi thi công này, lắp ráp, lắp đặt này, vân vân. Vậy là nó rất là đẹp đó nhá, là đẹp. Thì các bác mà có nhu cầu về hoàn thiện một đôi loa này thì em tính nó có giá khoảng 9,5 triệu bao ship, 9,5 triệu bao gồm cả một đôi check này, bát này, phân tần này, đầy đủ về các bác chỉ được dùng ngay ấy, là giá khoảng 9,5 triệu, là hàng chuẩn như này của em. Còn bác mua lẻ em sẽ cung cấp từng thiết bị một để các bác có thể là theo ý của mình, bác thiếu cái gì thì điện cho em. Đây là những dòng loa, vỏ thùng loa này, rồi là bát loa này, phân tần này, check này, đủ thứ. Đấy. À, các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140. Thì ngoài những cái việc cung cấp những thiết bị vỏ thùng loa tại Việt Nam sản xuất, cũng như những cái bát phân tần do Trung Quốc sản xuất, bên em còn cung cấp các dòng loa chính hãng nhập khẩu và nhận thi công, tư vấn lắp đặt các công trình âm thanh như gia đình này, karaoke gia đình này, sự kiện này, phòng hát này. Đấy. À, trước khi dừng clip, anh Nguyễn cảm ơn tất cả bác đã theo dõi video này. À, chào bác và hẹn gặp lại ở những clip sau về các dòng loa khác nhau.